Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại ha. Thì ở video lần trước chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc của một selector trong CSS như thế nào. À, xin lỗi các bạn, cấu trúc của một đoạn code trong CSS trông như thế nào và gồm selector, property và value. Thì thuộc tính hôm nay chúng ta sẽ học đầu tiên đó chính là thuộc tính color ha. Thuộc tính color là để làm gì ha? Thuộc tính color á, là để hiển thị về màu chữ. Giả sử chúng ta hiển thị muốn màu chữ màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính là color. Và trong thuộc tính color nó sẽ có những cái value như thế nào thì mình sẽ giải thích cho các bạn sau đây ha. Thì ở đây mình sẽ có một cái thẻ p và bộ đoạn văn bản mình đã để từ trước rồi là lorem gì đó. Rồi ở đây cấu trúc của một đoạn code chúng ta đã học, đầu tiên là selector thì mình sẽ dùng là thẻ p đó. Thì ở đây là mình đang muốn dùng tới thẻ p ở ngoài này đó. Mình đang muốn code CSS cho cái thẻ p này thì mình sẽ dùng thẻ p ở đây. Property chúng ta học hôm nay á, đó chính là color hay gọi là thuộc tính ha, thuộc tính color đó. Thì ở đây value của nó là cái gì thì mình sẽ giải thích cho các bạn ở dưới đây. Value thì value của thằng color nó sẽ có những cái như thế này. Thì về màu sắc á, thì nó sẽ có những cái mã màu theo tên, giả sử như là name it, có nghĩa là theo tên, có nghĩa là như mà là màu đỏ thì sẽ là red, màu cam sẽ là orange, màu xanh sẽ là blue, màu xanh lá sẽ là green chẳng hạn đó. Cái mã màu số 2 á thì người ta sẽ gọi là hexa, nó sẽ bắt đầu bằng dấu thăng như thế này đó. Thì nó là sự kết hợp giữa từ 0 đến 9 và A đến F ha. Giả sử như là màu cam sẽ là FFA400, màu hồng sẽ là FF7870, màu xanh dương sẽ là 00AFD chẳng hạn đó. Còn nếu mà các bạn gặp những mã màu mà dạng 6 ký tự giống nhau như thế này, giả sử 666666 thì các bạn cũng có thể viết rút gọn lại là thành 666 là được rồi đó. Hoặc là những cái mã màu giống nhau như là 7CD, như là 7CD, 7CD thì cũng có thể viết rút gọn là thành là 7CD mà thôi. Đó, như vậy. Cái số 3 của value á, trong thuộc tính color á, đó chính là mã màu RGB ha. Red, green, blue đó thì nó sẽ được viết như thế này. RGB ha, truyền vào giả sử màu đen sẽ là 0.0.0. Màu trắng sẽ là 255.255.255 đó. Rồi còn một trường hợp nữa đó chính là các bạn muốn sử dụng màu chữ đó nhưng mà độ mờ nó giảm đi 50%. Giả sử các bạn thích màu đen nhưng mà đậm quá, mình muốn giảm độ mờ của nó xuống còn 50% thôi thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng là RGBA ha, RGBA. Thì RGBA chữ A ở đây là alpha, có nghĩa là opacity. Opacity ở đây á ha, alpha này là opacity ha. Opacity chạy từ 0 đến 1 nha. Đó, 1 là hiện bình thường, còn 0 là không thấy gì luôn. Giả sử các bạn muốn màu đen đi ha, RGBA mà giảm đi 50% thì các bạn sẽ điền vào là 0.0.0 đó chính là RGB. Sau đó phẩy alpha mình sẽ điền vào là 0.5, tức là độ mờ sẽ giảm đi một nửa đó. Thì lúc này mình sẽ demo cho các bạn ha. Đầu tiên là chữ màu đỏ này thì ra bên ngoài nó sẽ hiển thị chữ màu đỏ, đúng chưa? Rồi cái số 2 mình sẽ hiển thị theo mẹo màu hexa, mình dùng màu cam đi ha, FFA400 thì nó sẽ hiển thị màu cam ở đây. Rồi cái số 3 đó là chính mã màu RGB, giả sử mình muốn màu đen thì mình sẽ là color RGB 0.0.0 như thế này thì nó sẽ ra màu đen đó. Và cuối cùng mình cũng muốn màu đen nhưng mà nó giảm được một nửa thì mình sẽ dùng là RGBA 0.5 ha. A nằm đây mới đúng đó. Thì nó sẽ ra cái chữ là chữ màu đen nhưng mà độ mờ của nó là giảm đi một nửa rồi. Ok, như vậy là xong ha. Thì trong video này mình đã hướng dẫn cho các bạn về thuộc tính color cơ bản và các giá trị về màu sắc mà các bạn cần nắm vững. Như vậy là xong ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.